Lúc bấy giờ, Phật bảo cụ thọ thiện hiện, này thiện hiện do nhân duyên gì các đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa tâm chẳng chìm đắm cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn vì tất cả Pháp đều chẳng phải có. Nên các đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, tâm chẳng chìm đắm. Bạch Thế Tôn vì tất cả Pháp đều viễn ly, nên các đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, tâm chẳng chìm đắm. Bạch Thế Tôn vì tất cả Pháp đều tĩnh lặng, nên các đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, tâm chẳng chìm đắm. Bạch Thế Tôn vì tất cả pháp đều không có sở hữu nên các đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa tâm chẳng chìm đắm. Bạch Thế Tôn vì tất cả pháp đều không sanh diệt nên các đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa tâm chẳng chìm đắm. Bạch Thế Tôn do những nhân duyên như thế nên các đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa tâm chẳng chìm đắm vì sao bạch thế tôn vì các đại bồ tát đối với tất cả pháp hoặc năng chìm đắm hoặc sở chìm đắm hoặc lúc chìm đắm hoặc chỗ chìm đắm hoặc sự chìm đắm do đó mà chìm đắm đều chẳng thể nắm bắt được vì tất cả pháp chẳng thể nắm bắt được bạch thế tôn nếu các đại bồ tát nghe nói việc như vậy tâm chẳng chìm đắm chẳng kinh chẳng sợ cũng chẳng buồn lo hối tiếc thì nên biết đại bồ tát ấy tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa vì sao vì đại bồ tát ấy quán tất cả pháp đều chẳng thể nắm bắt được chẳng thể an lập là năng chìm đắm là sở chìm đắm là lúc chìm đắm là chỗ chìm đắm là sự chìm đắm do đó mà chìm đắm. Do nhân duyên ấy, các đại Bồ Tát nghe việc như thế, tâm chẳng chìm đắm, chẳng kinh, chẳng sợ, cũng chẳng buồn lo hối tiếc. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát thường tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì chư thiên đế thích, đại phạm thiên vương, các chúa tẻ thế giới thường kính lễ, Phật bảo thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát thường tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì chẳng những chỉ thường được chư thiên đế thích tại Phạm Thiên Vương, các chúa tể thế giới cung kính lễ bái, mà Đại Bồ Tát ấy còn hơn thế nữa, cũng được trời cực quang tịnh, hoặc trời biến tịnh, hoặc trời quảng quả, hoặc trời tịnh cư, và các chúng trời khác thường cung kính lễ bái. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ấy thường tu hành bát bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, cũng được tất cả như lai ứng tránh đẳng giác trong vô lượng vô số vô biên thế giới khắp mười phương thường hộ niệm. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ấy thường tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, thì làm cho bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn, cũng làm cho tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa mau được viên mãn.